Rồi cảm xúc của Lộ sao? Tất cả mọi người thì bây giờ cảm xúc không biết nói gì hơn nữa, rất là vui vì đã giành được giải thưởng cao nhất của Lương Tâm Sơn Em Hát Hàng Hoa đem về cho đoàn. Và đây cũng là một cái thành tích rất là tốt của đoàn, và hy vọng là sẽ có thật là nhiều những điều kiện tốt hơn để cho đoàn có thể phát huy khả năng của mình, và tất cả các anh chị mình có thể cải thiện cuộc sống của mình. Cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ. Rồi khoe cái này cái tí xíu này chương trình. Rồi cái số tiền thưởng thì đoàn sẽ làm gì này Lộ? Thật ra đối với cái show này thưa quý vị là cái số tiền đầu tư nó rất là khủng khiếp, từ quần áo trang phục và cái quá trình nó kéo dài, cho nên là sau khi khấu trừ hết chi phí thì dĩ nhiên là sẽ có một tour du lịch dành cho tất cả các thành viên của đoàn Lotto Sài Gòn tới thời đến Thái Lan thưa quý vị. Đi Thái Lan nha mọi người. Rồi cảm ơn Lộ Lộ nha. Dạ, chúc là nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ. Chụp đây có người chụp được mặt quá chơi. Chị lại chị ơi chị lắm. Trời ơi, trai gọi lại đây. Đó má, để đi. Lộ ơi, xin đừng bỏ em Lộ. Rồi. Lộ. Đây là fan cuồng của Lộ Lộ nha các bạn. Dàn fan cuồng trung thành nhất luôn. Yeah nè, quay phim nè các bạn. Yeah, happy. Mọi người thấy gì không? Đây, Sài Gòn tính rồi. Oh, thank you. Xuất sắc tỏa sáng nha, không còn gì để nói nữa hết mọi người, em không biết nói gì nữa hết, em rất là vui. Lại là nghiệp nữ lâu quá. Nè mấy bạn nữ tinh thời vô nè, ai đẹp vô luôn. Lôi lôi nha, lôi.
Lùi lại đi lọ ơi, lùi lại 3 bước đi. Lùi qua khỏi cái bục đó luôn đi. Ok, good. Bảo. Đưa cho mấy đứa nam cầm cái chữ quán quân kìa. À, nam còn chưa cầm cái quán quân ở dưới. Ngồi bên này nè, ngồi bên này. Ngồi bên đây nè, Bảo xếp qua Bảo. Che. Ngồi ra hai đứa nam. Hai đứa nam ngồi ra. Ngồi ướt chảo nam. Ok nhìn em. Ok nè, 1. Nhìn nè, 1, 2, 3. Chỉ còn câu chuyện của mình cũng như cái tên gọi của mình Chồng Thời Trang, việc kể lại lịch sử hình thành và những bối cảnh quy mô trình diễn của logo Chồng Thời Trang đã kể. Đây là một ý tưởng nghệ thuật tuyệt vời dành cho cái vòng cầu quay số đó. Không vậy đó. Và các bạn chuyển từ đời sống cho tới lên sân khấu chuyên nghiệp và cuối cùng rạng rỡ đến mức độ huy hoàng để các bạn kết lại. Các bạn cho chúng tôi hiểu được một điều rằng là bắt đầu từ cuộc đời, đó là văn nghệ dân gian, đó là cách gọi số trong đời thường. Nhưng các bạn đã nâng chuẩn chất và sự đầu tư về mặt nghệ thuật để nó trở thành tính chuyên nghiệp, mang tính chất nghệ sĩ rất cao và tính nghệ thuật rất cao để phục vụ cho khán giả. Đó là cái tâm và cái tình của người làm nghệ thuật. Và điều này đây, không phải là nhắc tới miền Tây, không phải là nhắc tới Đồng Tháp hay Sa Đéc, chị Gia Thảo nha mọi người ơi, tưởng mà ở đây mà là sẽ cải lương chuyên nghiệp nào có những rung cảm giống như tôi đang có sự rung cảm. Điều gì biết không ạ? Các bạn hãy cứ là lô tô, bởi vì tôi thấy lô tô bây giờ nó có một cái quyền mà không ai xâm phạm được. Đó chính là các bạn cứ đầu trần chân đất sống với nhau tử tế, làm nghề sương nắng đêm hôm. Các bạn vẫn có sân khấu giữa cuộc đời này, nhưng các bạn cứ một bước bước lên sân khấu chuyên nghiệp huy hoàng như vậy, các bạn vẫn được trở về với sân khấu cuộc đời bằng đầu trần chân đất như vậy. Đó là quyền của lông tô. Vì sao vậy? Vì có những người lên tới đỉnh cao và có những loại hình nghệ thuật chỉ có biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp đỉnh cao mà không bước chân trần suốt cuộc đời được đâu các em. Đó là niềm hạnh phúc, đó là điều chúng ta tôn quý. Và chính vì điều đó chúng ta tự hào về bản sắc của logo. Phải không? Và cách dàn dựng ngày hôm nay, cách tiếp cận ngày hôm nay, các bạn đã làm đúng cái mặt đó cho cuộc đời. Từ cái góc phố, cái hủ tiếu, cái nhịp sống, nó rất là chân chất đời thường của bà con làng quê hay ở những nơi phố thị các bạn đưa vào, đã thấy logo trong đó. Mà chúng nhỏ vậy.